Các tường xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang xem chương trình thời sự ngày hôm nay do đội ngũ Ban biên tập Sài Gòn News thực hiện. kính chúc quý ông bà, cô chú và anh chị em luôn được khỏe mạnh, được bình an và luôn luôn hạnh phúc. Trước khi bắt đầu chương trình, các tường mong quý vị bấm like, bấm chia sẻ video này giúp kênh lan tỏa tới nhiều quý khán thính giả hơn nữa và mong quý vị bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ bản tin nóng hàng ngày. Và sau đây là những nội dung chính có trong chương trình hôm nay. Cựu Tổng thống Donald Trump quay xe đưa ra tuyên bố chưa từng có về Ukraine. Tên thẩm phán cánh tả khốn nạn Joe thả cùng lúc 12 con sói chiến đoài cắn xé cựu Tổng thống Trump ngay trước phiên tòa cuối cùng. FBI cảnh báo nóng, hacker Trung Quốc chuẩn bị cuộc tổng tấn công chưa từng có vào cơ sở hạ tầng Mỹ. Và sau đây là phần tin chi tiết. Kính thưa quý vị thân mến, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18 tháng 4 bất ngờ đưa ra tuyên bố khác lạ trong bối cảnh Hạ viện Mỹ ấn định ngày đưa dự luật hỗ trợ ngân sách trị giá 61 tỷ đô la cho Ukraine ra bỏ phiếu. Reuters đưa tin, trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội Trust, ông Trump nói sự tồn vong của Ukraine là điều quan trọng đối với Mỹ. Trong phần lớn nội dung của thông điệp, ông Trump phàn nàn rằng các đồng minh châu Âu của Mỹ vẫn chưa hỗ trợ đầy đủ cho Ukraine. Một số nghị sĩ có lập trường cứng rắn trong đảng Cộng Hòa giải thích thông điệp là một tín hiệu cho thấy ông Trump phản đối ngân sách hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine. Nhưng ông Trump không nói rõ về vấn đề này. Tuy vậy, đây dường như là lần đầu tiên ông Trump thừa nhận rằng sự tồn vong của Ukraine là điều quan trọng đối với lợi ích an ninh của Mỹ. Tại sao châu Âu không thể cân bằng số tiền mà Mỹ đã chi để hỗ trợ một quốc gia đang cực kỳ tuyệt vọng? Ông Trump viết trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Just ám chỉ Ukraine nhưng mọi người đều đồng tình sự tồn vong và sức mạnh của Ukraine nên có ý nghĩa quan trọng đối với châu Âu hơn là với Mỹ. Nhưng điều đó cũng quan trọng với Mỹ, hãy tích cực lên nào châu Âu. Thông điệp được ông Trump đưa ra một ngày sau khi gặp Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ở tòa tháp Trump, thành phố New York. Trong cuộc gặp, ông Trump đã hết lời ca ngợi Ba Lan. Theo một số nguồn tin, ông Trump và ông Duda thảo luận về việc các nước thành viên NATO tăng ngân sách quốc phòng lên mức 3% GDP, chứ không phải là 2% như mục tiêu hiện nay. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson gần đây thông báo, Hạ viện sẽ bỏ phiếu về đề xuất hỗ trợ ngân sách trị giá 61 tỷ đô la cho Ukraine vào ngày 20 tháng 4. Cả phe phản đối dự luật và phe ủng hộ dự luật trong đảng Cộng hòa đều ủng hộ ông Trump, nhưng không rõ cựu tổng thống Mỹ có tán thành việc thông qua ngân sách hay không. Tuần trước, trong cuộc gặp ông Johnson ở dân thượng Alago, bang Florida, ông Trump nói về khả năng biến khoản ngân sách hỗ trợ Ukraine thành khoản vay. Chúng tôi đang xem xét về vấn đề đó. Ông Trump phát biểu trong cuộc họp báo cùng Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Tên thẩm phán cánh tả khốn nạn Joe Manchin thả cùng lúc 12 con sói chiến đòi cắn xé cựu tổng thống Trump ngay trước phiên tòa cuối cùng. Quý các thính giả thân mến, Thật chẳng có ngôn từ nào đủ tệ hại để mô tả đám tay sai của Biden nữa nên rất mong quý khán thính giả cho phép MC được lấy tiêu đề đó. Và nó đúng thật như vậy, một phiên tòa không thể nào bất công hơn khi 12 bùi thẩm viên được tay thủ phỉ do đưa vào bùi thẩm đoàn xét xử cựu tổng thống Trump của chúng ta lại đều là những kẻ có quan điểm chống Trump kịch liệt. Mặc dù Merchant đã ra lệnh cấm tiết lộ thông tin về 12 kẻ này, nhưng trong thời đại công nghệ số thì họ đã bị bại lộ hóa ra tất cả chúng đều cùng một ruột. Thảo nào tay thuộc phía kia liên tục tìm cách che đậy danh tính của chúng. Người đầu tiên là một người phụ nữ có con trai đang được các đảng viên đảng Dân Chủ tại Hạ Viện trả rất nhiều tiền. Khi bị phát hiện ra thì bà ta nói, tôi rất chỉ công vô tư, việc con trai tôi nhận tiền từ đảng Dân Chủ là vì anh ta đang làm việc cho họ. Điều đó sẽ không ảnh hưởng đến khả năng làm bùi thẩm đoàn trong vụ án Trump bịt miệng và phải công bằng và vô tư khi được luật sư Susan Nicholas của Tổng thống Trump hỏi về cảm xúc của cô đối với cựu Tổng thống Donald Trump. Cô khẳng định, tôi tự tin 100% rằng tôi có thể giữ một tâm trí cởi mở để đưa ra phán quyết công tâm nhất của mình. Xin hỏi quý vị, liệu cô ả này có đáng tin là chỉ công vô tư như ả ta nói hay không? Theo Thảo Vi thì không, xin quý vị hãy để lại ý kiến của mình ngay dưới phần bình luận để chúng ta cùng thảo luận thêm nhé. Đây chỉ là một trong số những trường hợp mà các bồi thẩm đoàn tiềm năng tuyên bố rằng họ có thể công bằng và vô tư, bất chấp hành vi trước đó gợi ý ngược lại, chẳng hạn như lịch sử đăng các bài tiêu cực trên mạng xã hội về Trump. Tất cả 12 bồi thẩm viên và một dự khuyết viên đã được lựa chọn ngồi vào ghế thẩm đoàn vào hôm qua. Sau 3 phiên tòa ở Manhattan có 7 nam và số nữ bao gồm một người đàn ông sống ở West Harlem và làm công việc bán hàng. Anh ấy từng có quan điểm thích làm bất cứ điều gì mình muốn, kể cả ngoài vòng pháp luật, và thường xuyên đọc tin tức từ The New York Times, Fox News và MSNBC. Rất không ưa những tin tức tốt đẹp khi họ nhắc tới Tổng thống Trump. Người đàn ông thứ hai làm việc trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư. Trước đây, ông thường xuyên theo dõi Twitter cũng như các bài đăng của Show từ Trump và nói, Tôi không có bất kỳ niềm tin nào có thể ngăn cản tôi trở nên công bằng hoặc vô tư một chàng trai trẻ đã sống ở Chelsea được 5 năm, làm luật sư về luật doanh nghiệp và thích đi bộ đường dài và chạy bộ. Anh ấy nhận được thư nặc danh mời về tòa án để làm bồi thẩm viên với thù lao hậu hĩnh và anh ta đã nhanh chóng lên đường tới ứng cử. Một người đàn ông là kỹ sư an ninh và thích gia công gỗ và gia công kim loại. Một phụ nữ trẻ là cư dân Harlem và làm giáo viên. Cô sống với bạn trai, thích viết lách, sân khấu và du lịch. Cô nhận tin tức từ Google và TikTok, đồng thời nghe podcast về các mối quan hệ và văn hóa đại chúng một phụ nữ trẻ sống ở chơi xa và làm kỹ sư phần mềm, cô từng có đăng một bài sĩ vã trọng Trump trên mạng xã hội Facebook. Nhưng khi bị chất vấn thì cô trả lời, tôi chỉ công và vô tư, vậy mà tay thẩm phán cánh tạ trên vẫn tin tưởng rồi nhận vào. Một người đàn ông sống ở Upper East Side và làm luật sư trên tổng dân sự. Anh ấy thích dành thời gian ở ngoài, đi du lịch, không quan tâm đến chính trị mấy. Một người đàn ông đã nghỉ hưu nhưng vẫn làm việc cho một nhà quản lý tài sản lớn. Anh ấy nói anh ấy thích trượt tuyết, câu cá và tập yoga. Chưa từng bỏ phiếu cho một ứng cử viên nào thuộc đảng Cộng hòa cả. Một phụ nữ là nhà trị liệu ngôn ngữ, thích nghe tin tức từ CNN và thích các podcast truyền hình thực tế. Một người đàn ông làm việc trong lĩnh vực thương mại, đọc tờ The New York Times và nghe podcast về tâm lý học hành vi. Một phụ nữ làm giám đốc phát triển sản phẩm, xem tin tức đêm khuya và đọc Google, tin tức kinh doanh và thời trang. Một phụ nữ là nhà trị liệu vật lý, thích chạy bộ, chơi quần vợt và nghe podcast về thể thao và đức tin. Là một người thay thế, một người phụ nữ làm quản lý tài sản và thích chạy bộ, đi chơi với bạn bè và ăn uống. 12 buổi thẩm đoàn và một người thay thế đã tuyên thệ. Đó là tất cả các thông tin được tay thổ phỉ do Mê Trần công bố. Còn tên tuổi, quan điểm chính trị, kiến thức không được tiết lộ. Hai buổi thẩm viên sau đó đã bị loại vì nhóm luật sư của tổng thống Trump đã nhận được thông tin mật về hai người có quan điểm chống Trump kịch liệt. Ngay sau đó, tay thủ phỉ Merchant đã ra lệnh cấm các phóng viên đề cập đến ngoại hình, chiều cao, cân nặng của các bồi thẩm viên. Ông ta cũng thăng thở rằng, việc mất đi một bồi thẩm đoàn sẽ có lợi cho vụ án. Không rõ ông ta đang đề cập đến bồi thẩm đoàn nào. Merchant cũng yêu cầu các phóng viên không nêu tên người chủ cũ hoặc hiện tại của bồi thẩm đoàn. Tòa án tạm dừng và sẽ tiếp tục lại vào ngày mai, lúc 9 giờ 30 phút sáng. Một nhóm gồm 22 bồi thẩm đoàn sẽ quay lại để trả lời bản câu hỏi sàng lọc mà Trần từ chối yêu cầu của các luật sư của Tổng thống Trump về việc nghỉ thứ ba để dự lễ vượt qua để đáp ứng nhu cầu tôn giáo của một thành viên trong nhóm pháp lý của ông, chỉ chấp nhận các phiên họp rút ngắn vào thứ hai và thứ ba. FBI cảnh báo nóng, hacker Trung Quốc chuẩn bị cuộc tổng tấn công chưa từng có vào cơ sở hạ tầng Mỹ. Thưa quý vị, Giám đốc FBI Christopher Gray cho biết, hôm thứ Năm ngày 18 tháng 4 rằng, các tin tặc có liên quan đến chính phủ Trung Quốc đã xâm nhập vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Hoa Kỳ, và đang chờ đợi thời điểm thích hợp để dán một đòn tàn khốc. Ông Gray cho biết trong một bài phát biểu tại Đại học Vanderbilt rằng một chiến dịch xâm nhập đang diễn ra của Trung Quốc có tên Von Typhoon đã giành được quyền truy cập thành công và nhiều công ty Mỹ trong lĩnh vực viễn thông, năng lượng, nước và các lĩnh vực quan trọng khác. Trung Quốc đang phát triển khả năng tàn phá cơ sở hạ tầng quan trọng của chúng ta vào thời điểm họ muốn. Ông Gray phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Vanderbilt năm 2024 về xung đột hiện tại và các mối đe dọa mới. Kế hoạch của họ là tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự nhằm cố gắng gây hoảng loạn. Các quan chức Mỹ ngày càng lo ngại rằng Trung Quốc có thể tiến hành các cuộc tấn công mạng gây thiệt hại trong hoặc trước cuộc xâm lược Đài Loan. Trung Quốc tuyên bố Đài Loan được quản lý dân chủ là lãnh thổ của mình và chưa bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực để đưa hòn đảo này về dưới sự kiểm soát của mình. Đài Loan phản đối mạnh mẽ các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc và nói rằng chỉ người dân trên đảo mới có thể quyết định tương lai của họ. Đầu tuần này, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Von Typhoon trên thực tế không liên quan đến chính phủ Trung Quốc, mà là một phần của nhóm tội phạm ransomware. Trong một tuyên bố, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã nhắc lại bình luận của người phát ngôn Bộ Ngoại giao. Một số người ở Mỹ đã sử dụng việc truy tìm nguồn gốc của các cuộc tấn công mạng như công cụ để tấn công và đổi lỗi cho Trung Quốc và chính trị hóa các vấn đề an ninh mạng ông gray cho biết tin tặc trung quốc đã vận hành một loạt botnet tập hợp các máy tính cá nhân và máy chủ bị xâm nhập trên toàn cầu để che giấu các hoạt động mạng độc hại của chúng các công ty công nghệ và an ninh mạng tư nhân mỹ bao gồm báo cáo của các nhà nghiên cứu bảo mật của microsoft và google đều cho rằng voltefun là thuộc về trung quốc